cùng trong chương trình văn nghệ chào mừng của chúng tôi hôm nay chính là bài hát mang tên Hạnh Phúc Truyền Thống Thuy Việt Nam, nhạc và lời Nguyễn Hữu Hiệp. Bài hát ra đời với xúc cảm dâng trào của một người nhạc sĩ, đồng thời cũng là bác sĩ thú y. Ông là cựu cán bộ của trạm chăn nuôi và thú y Diên Khánh. Năm 2015, khi chứng kiến dịch cúm gia cầm hoành hành trên khắp cả nước, anh em thú y căng mình chống lại dịch bệnh mà tinh thần vẫn rất lạc quan, vui vẻ. Chính vì thế, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiệp đã sáng tác ra bài hát này để cổ vũ tinh thần cho anh em thú y. Và từ đó, bài hát đã trở thành truyền thống của ngành thú y Việt Nam. Xin kính mời toàn thể quý vị hãy hát cùng chúng tôi tốt ca Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa với bài hát Hạnh Phúc Truyền Thống Thú y.